Làm sao bây giờ? Em sao vậy? Không có gì hết. Em nằm mơ. Em như con nít vậy, gặp ác mộng la lối sùm. Thôi ngủ đi, lâu lâu ngủ sớm bữa cũng không được nữa. Ngủ đi. Anh ngủ đi, em mệt quá. Em ra kia em lấy nước em uống cái. Có chuyện gì mà mình cứ nằm mơ thấy chuyện bậy bạ hoài vậy? Chắc không sao đâu. Chắc mình nghĩ nhiều quá. Tại vì hôm nay ngủ sớm quá nên không ngủ được đó mà. Phải gọi điện cho Chí Khang. Của em nè. Trời, bà cho tôi đấy hả? Ghét quá. Đó. Trời. Alo. Coi sao? Đi về đi trước nha. Bye bye. Vậy thôi mình đi. Cắt tiền hả? Rồi anh có gì không? Anh Khang ơi, anh tới ngay giùm em đi, em sợ lắm. Em đang ở đâu vậy? Em sao vậy? Em bình tĩnh lại đi. Em đang ở đâu? Nhà anh Nguyễn Toàn á. Anh ta bắt em đến đây mà em không có cố ý đến. Em ở yên đó, đừng có làm gì hết nghe. Đừng có đi đâu hết, anh sẽ đến liền. Không được đi đâu đó nghe. Dạ, anh tới liền nhé. Tôi nghe đây, Vĩnh Nguyên. Anh Khang, xin hỏi anh có gặp Cát Tiên không? Tôi không thể gọi cho cô ấy được. Cát Tiên còn đang ở chỗ Liên Thanh. Cô ấy gần về rồi. Chắc là điện thoại hết pin. Không sao đâu mà. Anh đừng có lo quá. Chỗ Liên Thanh ở đâu? Anh đọc địa chỉ giùm tôi, để tôi sẽ đến đó Cát Tiên về. Không cần đâu. Tôi đâu có gì gấp. Có thể giờ này Cát Tiên đang đi taxi về rồi đó. Có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Vậy nha. Chạy gì mà như ăn cướp vậy? Cái tiền ơi, mở cửa cho anh đi. Cái anh đừng có bắt tôi. Mở cửa đi, đừng bắt tôi mà. Cái tiền à, là anh nè. Cái tiền. Anh Khang ơi. Anh Khang ơi, em sợ lắm. Thank you.
Bây giờ mình phải làm sao đây anh? Giết người rồi anh ơi. Làm từ vậy thôi. Có ra pháp luật á thì em cũng là người vô tội. Nhưng mà để tránh rắc rối á, tốt nhất em cứ giả như là chưa từng biết chuyện này. Em nhớ những gì anh đã dặn em chưa? Bây giờ anh đưa em về phòng tập để anh gọi cho Vĩnh Nguyên. Không, tại sao phải gọi cho Vĩnh Nguyên? Em không có muốn đâu. Em bình tĩnh lại đi. Vĩnh Nguyên gọi cho em nhiều lần mà đâu có được. Anh ta cũng rất nóng lòng. Em về phòng tập á, rồi gọi cho anh ta đến đón. Vậy là em có chứng cứ ngoại phạm cho tối nay. Đó là cách tốt nhất cho em đó. Em phải nhớ, nhất định không được tiết lộ bất cứ điều gì để cho Vĩnh Nguyên nghi ngờ. Không được rồi, em hoàn toàn không bình tĩnh. Phải nghĩ cách khác thôi. À Tiên à, hãy nghe anh dặn nè. Anh sẽ gọi cho Vĩnh Nguyên đến đón em. Nếu anh ta hỏi á, tại sao em sợ hãi như vậy, thì cứ nói là em suýt bị cướp ngoài đường trước khi em bước lên taxi. Em hiểu không? Vĩnh Nguyên sẽ tin em. Em đừng có sợ mà. Anh sẽ làm chứng là em đã ở phòng luyện tập này cả đêm, không hề bước ra ngoài. Tiên à, nếu em không muốn bị phát hiện thì em phải thật tỉnh táo, em hiểu không? Con. Alo, Cát Tiên hả? Sao giờ này em chưa về? À, là tôi đây anh Nguyên. Tôi còn tưởng là Cát Tiên chứ. Phòng luyện thanh ở khu vực Thủ Đức. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Anh đã đón Cát Tiên về nha. Nhưng mà Cát Tiên không có chuyện gì chứ? À, khi nãy á, vừa ra khỏi xe taxi thì cô bị bọn côn đồ giật túi sách. Nhưng mà cũng may là không có mất gì. Nhưng mà cô bị ngã và rất là rung, nên Cát Tiên không dám bước ra đường. Anh đến mau nghe. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Anh nói Cát Tiên đợi tôi nha. Cát Tiên à, em bình tĩnh đi. Vĩnh Nguyên sẽ tới liền. Anh lo cho Cát Tiên nha. Tôi đi đây. Tiên à, em có sao không? Sao không chịu gọi cho anh? Em vừa mới bước ra khỏi phòng thu á thì em bị cướp.
Em sợ quá cho nên. Anh xin lỗi. Không sao đâu. Lẽ ra thêm về trễ anh phải tới đây chờ em. Đừng sợ. Không sao rồi hả? Em không bị thương ở đâu chứ hả? Không, em không sao hết. Nhưng mà em chóng mặt lắm. Mình về nhà đi anh. Ừ. Anh dìu em ra xe. Bình tĩnh lại đi. Không bị thương ở đâu là tốt rồi. Từ từ thôi. Chờ anh một chút. Được rồi, em lên xe đi. Bạn khốn nạn. Phải không anh Toàn? Tại sao? Tại sao chúng ta lại có kết cục như vậy chứ? Toàn à, tao với mày từng là bạn. Không, là anh em. Tao không tốt lành gì, nhưng mà tao chưa bao giờ lừa gạt ai, nhất là đàn bà con gái, lại là người mày nói mày yêu thương. Nhưng mà thì sao? Mày trở thành một thằng lừa gạt từ lúc nào vậy hả? Anh nói gì vậy? Lừa gạt? Không lẽ là... Tiên à, em đừng có nghe nó nói. Anh chỉ muốn giúp em, nhưng mà chỉ là... Trên đời này không thể có loại tạp chí nào tên như vậy hết á. Sao em khờ quá vậy? Nó định đưa em đi đâu? Đưa em đi phỏng vấn? Hay là đưa về nhà nó chụp hình trước rồi gửi đi sao? Có phải nó nói với em y như vậy không? Đồ khốn nạn! Tôi không ngờ anh lại là người như vậy đó. Anh gọi tình yêu là như vậy đó hả? Anh lừa gạt tôi, rồi anh nói là anh yêu tôi. Xin lỗi, tôi không thể nào mà gánh nổi cái thứ tình yêu đó của anh đâu. Thôi, cái tiền... đừng dàn coi với nó nữa. Lên em xe nghe nó đi mà. Cái tiền, tránh ra. Tránh ra. Tiên à, tránh ra. Tiên. Tiên à, em nghe nói đi mà. Tiên. Tiên à. Tiên, em nghe nói đi mà. Tiên. Tiên à, nghe nói đi mà. Tiên. Trời ơi, tao là một thằng bạn hèn nhát mà. Nếu tao không đẩy mày ra khỏi Cát Tiên, nếu tao không muốn giữ cô ấy cho mình, nếu không phải vì tao quá yêu cô ấy, thì mày đã không phải ra đi như vậy. Thôi ơi, cả đời này tao phải sống trong ân hận, sẽ không bao giờ lương tâm tao được yên đâu Toàn à. Mợ sao vậy? Trời sao mợ nóng quá vậy mợ? Mợ ra ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc nha mợ. Còn ba đâu em? Rồi em bé đâu? Dạ, con ba đi làm từ sáng sớm với bà rồi mợ. Mợ sốt từ hôm qua tới giờ á. Cậu dặn em là bế bé Đạt xuống phòng em ngủ, sợ nó thức giấc rồi ảnh hưởng tới mợ. Em xuống ẵm bé Đạt lên cho mợ đi.
Mà không sao đâu. Hôm qua tới giờ mợ về mà chưa gặp mặt em bé, nó sẽ nhớ mẹ đó. Ủa, hôm qua mợ về tối lắm hả? Mợ ơi, con nói sự thật mất lòng. Đàn bà có gia đình rồi, mợ cứ đi khuya vậy hoài không có được đâu. Chồng hả, thế nào nó cũng nghi ngờ, ghen tuông với mình. Sớm muộn gì, rồi nó cũng chán, nó cũng bỏ mình nè. Lúc đó hối hận cũng không có kịp đâu mợ. Em khỏi lo chuyện đó đi. Anh Nguyên hiểu mợ mà. Mợ có công việc của mợ. Không có lý do gì hết á. Người ta yêu mình thì người ta mới ghen. Một ngày nào đó cậu ba kệ mợ, không thèm ghen với mợ nữa. Tức là cậu ba không còn yêu mợ, cậu có người khác rồi đó. Em đừng có suy đoán nữa được không? Chồng mợ thì mợ biết. Mợ biết mà ngày nào mợ cũng đi khơi lơ khơi lắc mới về. Ai mà chồng con mợ chắc cũng khổ tâm lắm. Lúc tối mà đâu có về khuya lắm đâu. Nhưng mà lúc mợ về mợ bị sốt, nên không có dám lại gần bé Đạt, sợ lây cho nó. À, bây giờ mợ vẫn còn sốt, hay là để em... Đã bảo em ẩm lên thì em cứ ẩm lên đi. Không lẽ ẩm con á, mà cũng phải xin phép cô nữa hả cô? Dạ, em có ý đó. À, vậy thôi để em ẩm bé Đạt lên cho mợ nha. Mang đi mợ, ăn đi cho nóng mợ. Mợ biết rồi. Ông kìa. Dạ, hai con chào bác. Dạ, chào bác. Ủa, hai chú có phải là đi kiếm ông Tư gì bữa trước không? Dạ, đúng rồi bác. Dạ, phải. Dạ, nhưng mà tìm không có được bác. Thằng em con nó nói là thôi khỏi, nhưng mà có rảnh á thì xuống thăm bác. Thấy bác ở một mình, không có bà con thân thích gì hết trơn á. Ừ, thôi được, vô nhà ngồi chơi, ngồi uống trà. Tôi dạ. Ở con mình à, cũng buồn. Dạ. Hai chú tới chơi con cũng vui. Ơn. Vô thôi đây đi. Dạ, vô lẹ đi. Vô đây đi. Hai chú ngồi đây chơi chờ tôi xíu nghe. Dạ. Tôi vô tôi lấy ấm trà ngồi dạ. Ngoài này nó mát hơn. Dạ được bác. Đây. Ây à. Ở trong nhà nóng nực dữ lắm. Trời ơi, điện nước gì cứ cúp miết hả? Trời nó cứ hầm hầm chịu không có nổi. Uống nước đi mấy chú. Bác lai ra được không? Mình làm vài ly ha. Nghe cũng thèm lắm. Dạ. Mà thiệt tình tôi không có dám. Tôi có bệnh trong người, bác sĩ cấm uống rượu, lỡ có cây gì khổ à. Dạ. Bác có bệnh hả bác? Mà bác bị bệnh gì vậy bác? Ôi, ba cái bệnh già đó mà. Hay bác sĩ nói tôi bị bệnh tim. Dạ. Mổ hết hai đợt rồi đó. Dạ. Mà cũng chưa có hết hẳn. Trời, bệnh đó tốn kém gì lắm đó bác. Mà con coi bác như vậy mà bác cũng dư giả ha. Chứ con cũng có ông cậu bị bệnh tim mà không có tiền trị, khổ lắm chú ơi. Cũng nhờ trời thương, tôi có mấy đứa cháu, không có thân, không có thích gì hết. Tụi nó giúp đỡ tôi hết lòng luôn. Dạ. Đời còn nhiều người tốt đến như vậy sao ta? Thôi uống trà đi, để nguội đó. Dạ, con cảm ơn. Ừ. Không có dâu gì, tại họ thương nhỏ con gái tôi. Dạ. Rồi sợ nó lo lắng chăm sóc á, cho nên họ mới thay nó lo lắng cho tôi hết lòng hết dạ. Nghĩ lại thiệt xấu hổ hết sức luôn. Toàn là làm phiền người khác không nè. Ủa, vậy cô con gái của bác đâu? Sao không nuôi bác? Dạ không có gì đâu bác. Tại con thấy lạ nên hỏi vậy thôi.
Nó đi làm xa. Thời buổi này thiếu gì hoàn cảnh như vậy. Chứ về đây ở với tôi, chui rút trong cái xứ này, rồi biết làm gì mà ăn. Con cái nó lớn rồi, nó thì tự bay đi chứ, để tìm tương lai cho nó. Mình làm cha mẹ không có ngăn cản được đâu. Dạ. Uống trà đi mấy chú. Dạ. Dạ con cảm ơn. Trời đất ơi, sao anh không vô công ty? Vô đây. Trời đất ơi, sếp gì đâu mà bê bối quá không biết nữa. Tối qua nhậu với ai mà dữ vậy nè? Anh á, có bao giờ nhậu nhẹt cái ghê vậy đâu. Em tới có chuyện gì không? À, thì tới đây vụ bà Tiên nè. Bà Tiên hát hò sao rồi anh? Có bả, em không có tiện nói, chứ em thấy anh liều quá. Đành là em không có ưa bà Thảo Vi, nhưng thật sự á, bà hát được, bà ca được. Chứ bà Tiên nghe, bà hát còn thua em sủa nữa. Bây giờ em nói cũng đâu thay đổi được gì. Cứ để cho các Tiên làm đi. Với lại cũng đâu phải công ty của anh đầu tư cho cổ. À, thì ra là vậy. Bà tự bỏ tiền ra rồi bà tự làm ca sĩ. Có không thành công đi nữa thì cũng mất tiền bả, mất tiền chồng của bả, chứ có mất tiền của anh đâu mà anh sợ. Vậy anh cứ tiến hành song song cái dự án nhóm nhạc của anh đi. Có gì còn vớt vát được nữa chứ. Em làm gì cho Cát Tiên, cô trả lương cho em. Em nói vậy á, không sợ Cát Tiên biết à? Trời, em sợ bả hả? Em nói thẳng vô mặt bả luôn chứ sợ gì. Làm nghề này á là phải đủ tỉnh táo, phải biết mình đang ở đâu, chứ đừng có ảo tưởng. Ảo tưởng quá chỉ có thua thôi. Như em nè, em rất là thích nổi tiếng, thích lắm tiền. Nhưng mà em không thể nào, em không thể nào ngu mà em kêu ba mẹ em bỏ tiền đầu tư cho em được. Cuối cùng ra cái gì? Không có ra cái giống gì hết trơn á. Mà chính em là cái giống gì em biết chưa? Đực hay là cái? Thì ghét. Tôi là hồn trương ba da hàng thịt. Bây giờ thiên hạ hả? Có đầy người như tôi. Đâu phải chỉ có mình cô Linda này. Em cũng chỉ là người bình thường thôi, chứ có là cái quái gì đâu. Chứ có phải là quái nhân gì đâu mà phải mắc cỡ chứ. Giỡn thôi. Chứ anh thích em là sống với chính mình hay hơn. Trời sinh sao á thì sống vậy. Chấp nhận sự thật đi. Không có việc gì để mặc cảm hết. Nhưng mà ổn không anh? Em thấy chuyện của bà Tiên á cứ sao sao đâu á. Cảm giác không có yên tâm anh ơi. Anh bây giờ chỉ quản lý cô ấy trên danh nghĩa thôi. Em cũng biết điều đó mà. Đừng có bận tâm nữa. Cứ để cô ấy làm những gì cậu thích đi. Ừ. Alo. Tôi đây. Cái gì? Không giỡn chứ. Được, để tôi nói anh liền nha. Có chuyện gì vậy em? Ai gọi vậy? À, anh Khang ơi, có chuyện rồi. Ông Toàn chết rồi. May mà em chưa có yêu ổng, chứ không thôi thì em đau lòng, em thác thôi ổng luôn quá. Anh nói sao? Chết rồi. Sáng hôm nay có người quen của anh Toàn đến nhà liên hệ công việc, thì phát hiện xác nạn nhân nằm trong nhà, đầu bị thương nặng. Có thể đó là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
Không thể nào như vậy được. Tôi mới gặp Nguyễn Toàn ngày hôm qua mà. Lần cuối cùng á, cô gặp anh ta lúc nào vào hôm qua? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như buổi sáng. Không phải, không phải, hình như gần trưa. Anh ấy vẫn có việc ở công ty. Anh ấy vẫn còn rất nhiều việc chưa làm ở công ty mà. Đêm hôm qua khoảng 10 giờ đến sáng cô làm gì? Mấy anh đang nghi ngờ tôi. Tôi với anh Toàn chỉ có quan hệ quen biết ở trong nghề nghiệp thôi, hoàn toàn không có quan hệ riêng tư gì cả. Còn nếu như anh nghi ngờ thì tốt nhất là tôi nghĩ là anh nên đi tìm những người có quan hệ riêng tư với anh ấy mà hỏi chứ. Cô thông cảm, theo thủ tục hành chính chúng tôi phải hỏi nhân chứng, chứ chúng tôi chưa đưa ai vào danh sách tình nghi hết. Tôi ở nhà, đêm qua không có chuyện gì nên tôi ngủ sớm. Ngủ sớm? Vậy là cô có nhân chứng không? Tôi đã nói là tôi ở nhà ngủ thì làm gì có nhân chứng. Ngủ thì làm gì có ai chứng kiến tôi ngủ. Hay là mấy anh hy vọng tôi dẫn ai đó về nhà ngủ cùng mà đòi nhân chứng? Tôi không có ý đó. Vì anh Nguyễn Toàn làm việc tại công ty này, có khả năng cô là người gặp nạn nhân sau cùng, cho nên cần có câu trả lời chính xác từ cô. Tôi và anh Nguyễn Toàn không thân thiết tới mức phải gặp nhau vào giờ đó. Ok, để tôi và anh ấy cũng không có thù hằn gì tới mức tôi phải trở thành hung thủ giết người. Anh hiểu chưa? Vậy xin cảm ơn cô. Nếu chúng tôi có những điều gì cần hỏi thêm, xin cô vui lòng hợp tác. Tôi xin phép. Nguyễn Toàn chết rồi sao? Trong đêm qua mình gặp ác mộng. Lẽ nào cơn ác mộng đó của mình lại là... Công ty gọi đến là tìm anh Khang, mà em nói là anh không đến công ty buổi sáng. Mà không biết tại sao anh Toàn chết nữa. Em vừa mới gặp anh ấy vài ngày trước thôi mà. Được rồi, đừng có buồn nữa. Rồi bên công an có nói khi nào họ quay trở lại không? Dạ có. Họ nói là chiều mai họ sẽ quay lại. Anh Khang, rồi mình có bị dính gì không anh? Rồi người ta cứ hỏi han và điều tra quá, báo chí dòm ngó thì... Không sao đâu. Dù có chuyện gì á, tôi cũng sẽ đứng ra gánh vác. Mọi người đừng có lo. Dạ. Linda, em lên mạng xem tin tức về chuyện này, để xem dư luận và báo chí nó như thế nào rồi mình tính. Dạ, em biết rồi. Em làm việc tiếp đi, đừng có lo nha. Anh sẽ ở công ty cả ngày, ai cần gặp anh thì chuyện thẳng máy cho anh. Dạ em biết rồi. Em xin phép luôn nghe. Anh Khang, ông Toàn là bạn nói khố của anh, sao em thấy anh bình tĩnh quá vậy? Chẳng lẽ phải ngồi khóc trước bài vị của nó sao? Bây giờ lo làm sao là để báo chí không đưa tên công ty mình vào chuyện này? Em không hiểu hả? Dạ, em xin phép. Bà không khỏe sao? Cứ nghỉ ngơi đi. Bà biết chuyện ông Toàn chưa? Sáng nay công an đã phát hiện ông chết ở nhà. Họ đến tìm anh Khang để hỏi nữa. Chắc sẽ hỏi hết người trong công ty đó. Trời ơi, vậy là họ biết hết rồi sao? Họ sẽ đến tìm mình. Chắc chắn là họ sẽ đến đây. Làm sao bây giờ đây? Làm sao chứ? Không được. Làm sao bây giờ đây? Mình phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh là mọi chuyện sẽ qua hết.
Không sao đâu, tất cả rồi cũng qua thôi mà. Không sao hết, cố lên. Anh đi đi, anh đừng có bám theo tôi nữa. Tiên, anh yêu em. Sao em lại lỡ đôi sự tàn nhẫn với anh như vậy sao? Không, không, anh đi đi. Tiên, anh đừng có đến nhà tôi nữa. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Anh đi đi, anh đi đi, đi đi. Tiên, tôi cần có em. Tôi cần có em mà. Em phải tìm kiếm tôi. Em phải tìm kiếm tôi. Cả Tiên. Cả Tiên. Cả Tiên. Cát Tiên, em có sao không? Em là sao vậy? Cát Tiên, em bình tĩnh lại đi. Cát Tiên, không có chuyện gì đâu. Nghe anh nè, bình tĩnh lại đi. Không sao, nghe lời anh đi. Em sợ lắm. Không sao, em vẫn còn sợ vì việc đồ hôm trước phải không? Nè, bình tĩnh lại, nghe lời anh nè. Sau này không làm việc khuya nữa là an toàn rồi. Em đang sốt, bây giờ không thể ở đây lâu được. Em ra ngoài nằm nghỉ đi nha. Em xin lỗi anh, em đã làm cho anh lo lắng. Em biết em về khuya để gây ra chuyện là lỗi của em. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ nghe theo lời của anh. Em sẽ sắp xếp công việc để ở bên anh và ở bên con. Anh có đồng ý không? Anh cũng có lỗi. Sáng sớm đã đi khỏi nhà dù em đang bị bệnh. Hay là anh xin mẹ nghỉ vài ngày để đưa em và con đi đâu đó hóng gió. Em có chịu không? Không được. Tại vì vị trí của anh bây giờ mới được gây dựng thôi à. Nên là anh đừng có làm như vậy. Em sẽ không sao đâu. Anh cứ đi làm đi, nhưng mà nhớ về sớm với mẹ con em nha. Nha. Được rồi, em bình tĩnh đi. Ngoan nào, tụi mình ra ngoài nghỉ ngơi nha. Đi, đi em. Chắc hôm trước anh ngủ ở đây nên làm rớt. Ghê quá à. Nhìn thấy em lạnh hết cả người. Mà em chắc là có phải của ảnh không? Sao nhìn còn mới quá vậy? Dạ em chắc chị à. Hôm trước em thấy ảnh mua đó. Em còn nói ảnh xịn quá. Mua điện thoại mới nữa. Ảnh biểu là phải có màn hình màu để bỏ hình vô để ngắm. Sợ thiệt á. Chị nghe nói chiều hôm đó ảnh có ghé qua đây, mua vài lon bia uống. Chắc là làm rớt lúc đó đó. Vậy giờ tính sao đây chị? Giữ lại hay ném đi? Có chuyện gì vậy? Dạ em có lượm được điện thoại. Là điện thoại của anh Toàn á chị. Điện thoại của Nguyễn Toàn sao? Dạ phải chị. Tụi em đang không biết nên giữ lại hay là bỏ đi nữa. Hơi ớn à. Không sao đâu. Để chị giữ. Chị sẽ đưa cho bên công an họ làm chứng cứ điều tra. Biết đâu là có điều gì đặc biệt ở trong này. Dạ. Đi. Đúng là thằng cha si tình. Cầm lên mà cứ tưởng là điện thoại của con Cát Tiên. Anh không được tới, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi xin anh, anh cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Vậy là rõ ràng đêm đó Nguyễn Toàn có gặp Cát Tiên. Vậy chắc chắn là cái chết của Nguyễn Toàn có liên quan đến cô ta rồi. Thật không đơn giản một chút nào.
Alo. Dạ Cát Tiên nghe nè. Alo, Cát Tiên à. Lâu quá không gặp rồi. Có còn nhớ tôi không? Chị Thảo Vy hả? Chị kiếm em có chuyện gì vậy? Tôi thì không có chuyện gì để nói với cô cả. Nhưng mà một người bạn mà tôi quen thì có nhờ tôi gửi lại đồ cho cô. Hả? Người quen của chị là ai? Chị không cần phải giấu giếm đâu. Mà chị cũng không cần phải rào trước đón sau làm gì hết á. Cô cứ bình tĩnh nào. Không cần phải hồi hộp như vậy. Người quen, người đó cô cũng biết rất rõ. Chỉ có điều là bây giờ anh ta không thể đích thân gặp cô nữa. Cô có đoán được là Nguyễn Toàn để lại cái gì cho cô không? Sao? Cô không muốn biết à? Chị Vy, chị đang muốn hù dọa tôi đúng không? Tôi không tin là Nguyễn Toàn đã để lại thứ gì cho chị đâu. Tin hay không là tùy cô thôi. Tôi sẽ chờ cô ở quán cà phê. Quán cà phê cũ thì cô biết rồi. Đến hay không là do cô quyết định. Chúc may mắn nha. Bye. Không được rồi. Không lẽ chị ta đã tìm được chứng cứ gì của mình sao? Tôi không hiểu. Tôi chưa bao giờ đến nhà anh ta cả. Cô có biết là tôi đang cầm trong tay thứ gì không? Điện thoại di động của Nguyễn Toàn. Cô có biết là nếu như bây giờ tôi đưa cho công an chiếc điện thoại đó thì người gặp rắc rối nhất là chính là cô đó Cát Tiên à. Chị Vy, thật sự là chị muốn gì ở tôi? Chị sẽ không giao nó cho công an. Chị chắc chắn chị không chỉ đơn giản gọi tôi ra đây chỉ để mỉa mai tôi vài câu như vậy đâu. Dạ, mới làm dâu nhà đại gia Lê Dinh có một thời gian ngắn mà cô thông minh và chững chạc hơn hẳn. Ok, tôi cũng không giấu giếm cô nữa. Mục đích của tôi gọi cô ra đây là để trao đổi. Chị cần gì ở tôi? Của cô? Tôi chẳng cần gì ở cô cả. Cái mà tôi cần là vị trí của chồng cô. Tôi muốn vị trí đó cho anh Vĩnh Tuấn. Chị điên hả? Đó đâu phải là quyết định của tôi đâu. Tôi biết. Nhưng mà tất cả mọi chuyện ở trong nhà, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, Vĩnh Huyên đều nhất nhất nghe theo lời của cô. Chỉ cần cô khuyên anh ta nghỉ làm ở tập đoàn Lê Dinh, tất cả những chuyện còn lại sẽ do tôi và anh Vĩnh Tuấn lo. Ok. Còn nếu như tôi không làm được điều đó, tôi không thể hứa với chị điều gì hết. Vì tất cả mọi thứ đều liên quan đến mẹ chồng của tôi. Tôi không cần quan tâm, tôi không cần biết đến chuyện đó. Cái mà tôi muốn là mục đích để tôi trao đổi. Một khi nào đó Vĩnh Nguyên bước chân ra khỏi tập đoàn Lê Dinh, tôi sẽ đưa lại cho cô điện thoại của Nguyễn Toàn, cộng thêm rất nhiều món quà khác. Vào đi. Chào anh. Chào các anh. Mời các anh ngồi. Chắc các anh đến đây là vì chuyện của Nguyễn Toàn. Theo một vài lời khai cho biết, Nguyễn Toàn có một thời gian rất dài làm việc ở đây. Đúng vậy. Cũng như theo các anh thấy, tất cả hình ảnh trong công ty này đều là do Nguyễn Toàn bấm máy. Đó là một tay máy thật sự rất tài năng. Vậy tại sao anh ta lại nghỉ việc? Nghe nói giữa hai người cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nói thật, ngoài quan hệ giữa giám đốc với nhân viên, thì tôi và Nguyễn Toàn là bạn thân,
cùng nhau lập nghiệp. Tính của cậu ấy á, thì rất là nghệ sĩ. Có khi thích thì cầm máy đi mấy tháng để tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Chúng tôi có mâu thuẫn cũng do nhiều lúc cậu ấy trễ nải công việc thôi. Vậy thôi anh biết Nguyễn Toàn có kẻ thù không? Và anh ta đã từng làm mất lòng ai dẫn đến xô xát chưa?